Bó tay tên trộm chui khe hở nhỏ xíu của cổng cửa sắt vào nhà dân lấy tài sản. Chui qua khe hở nhỏ tại cửa cổng sắt căn nhà, kẻ trộm đột nhập nhà lấy tiền, xe máy SH trị giá khoảng 100 triệu đồng và nhiều tiền mặt, ước tính hơn 150 triệu đồng. Qua đây, chủ nhà muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ đến mọi người để nâng cao cảnh giác. Camera ghi lại cảnh kẻ trộm chui qua khe hở nhỏ tại cửa cổng sắt, đột nhập vào bên trong căn nhà. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại căn nhà cũng là văn phòng công ty trên đường 39, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh TNQT, 27 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, nạn nhân của vụ mất trộm tài sản cho biết, tối 10 tháng 6 sau khi đi làm về, anh ghé công ty, cũng là nhà bạn ở đường 39 chơi. Đến sáng 11 tháng 6, anh N thức dậy thì phát hiện xe máy hiệu SH hơn 100 triệu đồng của mình bị mất. Xem lại camera an ninh thì thấy hơn 3 giờ cùng ngày, kẻ trộm đột nhập qua khe hở cửa cổng bằng sắt vào bên trong nhà. Kẻ trộm lấy được chìa khóa, mở cửa cổng, dắt xe máy của anh T ra ngoài. Ngoài ra, kẻ trộm còn lấy một số tiền của bạn anh T để trong cốp xe máy của nạn nhân dựng gần xe anh T. Sau khi trộm tài sản, kẻ trộm khép cửa cổng nhà, tỏ vẻ lịch sự, rồi mới rời đi. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân đã trình báo công an và cho biết toàn bộ tài sản gồm tiền và xe bị mất trộm là khoảng 150 triệu đồng. Liên quan vụ trộm này, đại diện công an phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức xác nhận nạn nhân đã đến trình báo công an. Hiện hồ sơ được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức để điều tra truy xét. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Còn bạn thấy sao về pha trộm cắp này? Comment cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.